Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021. Tham dự hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi bao gồm xây dựng đề cương tuyên truyền, thuyết trình nội dung theo đề cương chuẩn bị, thi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Nội dung tập trung vào nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ quân đội, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và đối ngoại quốc phòng. Thông qua hội thi nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng. Từ hội thi này sẽ tuyển chọn các đồng chí báo cáo viên tiêu biểu tham gia hội thi báo cáo viên cấp tỉnh và cấp quân khu năm 2021.